Xin kính chào quý vị khán giả. Lời đầu tiên, thay mặt thầy Gia Cát cùng ban biên tập của chương trình, xin kính chúc quý vị gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc, vạn sự hanh thông. Quý vị thân mến, tuổi Tỵ là những người khôn ngoan, khéo léo và mạo hiểm. Họ giàu tình cảm, có đời sống nội tâm khá phong phú, lãng mạn và luôn khiến người khác bị thu hút bởi vẻ đẹp, sự uyển chuyển của mình. Tử vi tháng 9 cho thấy công việc làm ăn của người tuổi Tỵ đang rất trôi chảy và thuận buồm xuôi gió do được tăng hợp cục với mệnh tháng. Vậy nên trong tháng 9 có tài lộc và có nhiều tin tức tốt đẹp về tiền bạc. Do được quý nhân giúp đỡ nên mọi vấn đề liên quan đến tiền bạc bạn nên giải quyết một cách nhanh nhẹn, thẳng thắn và sòng phẳng. Tháng 9 âm lịch là tháng cực kỳ tốt đẹp với những người tuổi Tỵ, bạn nên cần phải nắm bắt được điều đó để giúp cho mình có được thành công rực rỡ về tiền bạc, cũng như có được nhiều cơ hội thăng tiến và làm ăn trong tháng 9 âm lịch. Sự thành công của người tuổi Tỵ trong tháng 9 sẽ vang dội như thế nào? Xin mời quý vị cùng theo dõi ngay sau đây. Sau đây là phần tổng quan tử vi tuổi của các gia chủ tuổi Tỵ trong tháng 9 âm lịch năm 2022. Thứ nhất, về sự nghiệp quan vận. Xem tử vi năm Nhâm Dần 2022 trên phương diện sự nghiệp, người tuổi Tỵ tháng này đường công danh có chiều hướng tốt đẹp, gặp nhiều tin vui, công việc kinh doanh có nhiều sự mở mang thêm, công việc hanh thông đánh dấu một năm nhiều bội thu lợi lộc. Con giáp tuổi Tỵ tháng này buôn may bán đất làm một lãi 10, việc làm ăn sẽ phát triển đến một ngưỡng chưa từng có tiền lệ. Nếu các gia chủ tuổi Tỵ đang có kế hoạch mở rộng kinh doanh, gia đình. Nếu các gia chủ tuổi Tỵ đang có kế hoạch mở rộng kinh doanh, gia tăng liên kết hợp tác thì nên mạnh dạn đầu tư, ắt sẽ gặp được may mắn, nhận được sự giúp đỡ từ bạn bè. Tuy nhiên vẫn nên cẩn thận đề phòng trước những chuyện rủi ro có thể xảy ra để tránh những thiệt hại nặng nề không đáng có. Năm Nhâm Dần 2022, Thái Tuế là hạ ngạc Đại Tướng Quân, dưới chân của Đại Tướng Quân có một con hổ. Để cho vận trình sức khỏe và gia đạo được hanh thông, thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang theo bên mình một kim bài Thái Tuế để nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của phong thủy lộc tài được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú và xem ngày sử dụng cho gia chủ tuổi Tỵ để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay. Vậy nên gia chủ hoàn toàn có thể yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Thứ hai, về mặt tài lộc và tiền bạc. Công việc thuận lợi nên quý gia chủ tuổi Tỵ sẽ thu được khoản lợi nhuận lớn trong tháng này, tiền bạc rủng rỉnh, dồi dào, không cần lo lắng. Chính kinh nghiệm và may mắn đã đem đến cho bạn những khoản đầu tư với lợi nhuận cao. Tuy nhiên cũng chính do tính cả nể, hào phóng của bạn nên đã cho người khác vay tiền mà không tính toán. Bạn cần học cách quản lý chi tiêu và các vấn đề liên quan đến tiền bạc. Với những người làm buôn bán thì làm bao nhiêu ăn bấy nhiêu. Thời điểm này bản mệnh thực sự chăm chỉ, làm việc hết mình nên chắc chắn thu nhập cũng không thể nào ít được. Những người làm công ăn lương tháng này thu nhập có thể ít hơn do mới đầu năm, khối lượng công việc ít. Vì vậy bạn cần quản lý chặt chẽ tài chính của mình, chi tiêu trong phạm vi cho phép và chỉ nên chi tiêu cho những việc thực sự cần thiết. Để tiếp tục cải thiện vận may trong sự nghiệp, tài lộc vào tháng này, thầy Gia Cát khuyên gia chủ hãy luôn mang bên mình vòng tay, tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu, giúp hóa giải xung sát, chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ, dùng để hóa giải thị phi, tiểu nhân hãm hại. Khi những điều xấu không còn, điều tốt đẹp sẽ đến với bạn, từ đó tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng. Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân cũng được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, trì chú và xem ngày sử dụng cho các gia chủ để vật phẩm mang lại công năng phòng thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt sức khỏe. Tử vi phong thủy cho thấy về phương diện sức khỏe của những người tuổi Tỵ trong tháng này không thật sự tốt. Lẽ dĩ nhiên, công việc phát triển áp lực càng nhiều, chính vì lẽ đó khiến cho chứng mất ngủ của bạn ngày càng nặng nề. Bạn cần chắc chắn đảm bảo có giấc ngủ đủ, chăm sóc bản thân, có chế độ dinh dưỡng và lịch sinh hoạt hợp lý. Đôi khi cần phải bỏ công việc sang một bên để tĩnh dưỡng lại tinh thần sức khỏe. Chớ nên âu sầu lo lắng vì những chuyện đã qua, tinh thần thoải mái thì mới khỏe mạnh, vui vẻ được. Thời gian này, gia chủ cũng cần chú ý đến các bệnh liên quan đến thần kinh như đau đầu hoặc các bệnh như thiếu máu hay huyết áp không được ổn định. Khi có những dấu hiệu bất thường, nên thăm khám chữa trị kịp thời để tránh những hậu quả không may xảy ra. Đặc biệt, cần giữ tinh thần thoải mái để có được sức khỏe tốt nhất. Các gia chủ tuổi Tỵ hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, bát bảo tâm kinh. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các gia chủ tuổi Tỵ.
Thứ tư, về mặt tình cảm gia đạo. Bước sang năm 2022, về phương diện tình cảm, gia đạo của quý gia chủ tuổi Tỵ khá là tốt. Tháng này sẽ có nhiều chuyện vui đưa tới về việc gia đình, có thêm người, thêm của. Với những người đã có gia đình thì tháng này gia đình yên ấm, hạnh phúc, vợ chồng hòa thuận, con cháu hiếu thảo. Những người còn đang độc thân sẽ có cơ hội gặp được người tâm đầu ý hợp, tính đến chuyện sau này. Tuy nhiên trong chuyện tình cảm, đôi khi không thể tránh khỏi những cãi vã, xô xát. Khi đó hãy bình tĩnh, đứng về vị trí của nhau để nhìn nhận và cảm thông. Như vậy mới có thể tiến xa hơn được. Đừng vì những giận hờn trách móc mà đánh mất người quý giá. Tử vi của từng tuổi Tỵ trong tháng 9 âm lịch năm 2022. Tuổi Quý Tỵ sinh năm 1953. Quý Tỵ sinh năm 1953 sẽ đón một tháng mới với nhiều may mắn. Mọi mặt trong cuộc sống đều tiếp diễn một cách bình ổn. Bản mệnh nghĩ thoáng hơn về mọi việc nên tâm lý cũng trở nên nhẹ nhõm hơn, mang lại những tác động tích cực đối với sức khỏe. Tình hình tài chính nói chung ổn định, dù không tiền bạc ngập két thì vẫn dư giả cho những hoạt động hàng ngày trong cuộc sống. Tình cảm không có quá nhiều biến động, bản mệnh nhận được sự chăm sóc và tôn trọng đến từ con cháu trong nhà, quan hệ hàng xóm láng giềng cũng hòa hợp. Tuổi Ất Tỵ sinh năm 1965. Trong tháng này, các gia chủ tuổi Ất Tỵ sẽ cần chú ý nhiều hơn về vấn đề tâm tính của mình, biết cách thuận theo nghịch cảnh mình đang gặp phải để tìm cơ hội phát triển hơn. Tình trạng sức khỏe của người tuổi Ất Tỵ có dấu hiệu giảm sút ít nhiều so với trước đây. Các chứng mệnh cũ có thể tái phát, vì thế bản mệnh không nên đi xa quá nhiều, không nên để thân thể mệt mỏi kéo dài. Nếu có bệnh thì nên chú ý chuẩn bị thuốc men đầy đủ trước khi ra khỏi nhà. Tháng này không phải là một tháng quá thuận lợi với bản mệnh, vì thế tránh việc di chuyển, sửa sang nhà cửa. Ở độ tuổi này cần chú ý bảo vệ sức khỏe, không tạo cơ hội cho các chứng bệnh cũ tái phát. Nếu chú ý vận động, rèn luyện sức khỏe một cách hợp lý thì tác dụng nâng cao sức khỏe, giúp tinh thần thư thái, vui vẻ, đồng thời cần có thời gian nghỉ ngơi đầy đủ và hợp lý. Tuổi Đinh Tỵ sinh năm 1977. Tháng này với người tuổi Đinh Tỵ vận hạn tốt đẹp trong mưu sự và tiền bạc. Tuy nhiên năng mạng nên cẩn thận về tiền bạc, chớ tin người, cần đề phòng giấy tờ và vật có giá, tình cảm gia đạo an vui. Nữ mạng tuy có âm phù dương trợ nhưng do vận xấu nên chưa thực hiện được các mưu sự mới. Thời điểm này bạn cũng có nhiều cơ hội để khẳng định được vị trí, vai trò của mình trong công việc, có cơ hội được thăng chức, tăng lương, lãnh đạo cất nhắc. Cũng có thể nhờ cách ứng xử khéo léo và thành tích trong sự nghiệp, bạn sẽ gặp được cơ hội đầu tư, kinh doanh đáng cân nhắc. Các mối quan hệ phát triển khá tốt đẹp, bản mệnh có thể nhận được sự chú ý của nhiều người xung quanh, trong đó có cả quý nhân. Tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989. Sự nghiệp của người tuổi Kỷ Tỵ tháng này khá là ổn. Trong quá trình làm việc, ít nhiều gì bạn cũng gặp được không ít trở ngại và mắc sai lầm. Miễn là bạn có thể chịu áp lực, tuy nhiên các vấn đề sẽ được giải quyết mà bạn vẫn có thể đạt được kết quả tốt. Sức khỏe nữ Kỷ Tỵ tháng này khá là ảm đạm, bạn nên đề phòng bệnh cũ tái phát. Ngoài ra, nữ Kỷ Tỵ phải tuyệt đối chú ý cẩn thận đi lại và xe cộ vì rất dễ xảy ra tai nạn. Tình cảm tháng này không được suôn sẻ, vợ chồng luôn có sự phiền muộn và không tìm được tiếng nói chung. Đối với người chưa có gia đình, đây là một tháng bất lợi cho bạn nếu tiến tới hôn nhân. Tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001. Xem tử vi tháng 9 âm lịch năm Nhâm Dần cho thấy tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001, vận trình của gia chủ khá bình ổn, không có điều gì quá đáng ngại. Tuy nhiên cũng chưa thấy dấu hiệu nào mang tính đột phá. Về phương diện học tập, bạn khá nhanh nhạy và biết suy nghĩ nên có thể tự mình tìm ra những phương pháp học tập phù hợp, cải thiện thành tích trong năm mới. Có điều cần chú ý, có điềm báo thị phi hung hại, tiểu nhân đe dọa nên gia chủ làm gì cũng không thể nên chủ quan và nhất là cần tránh ngay tình trạng ngựa non háo đá. Ngoài ra cần chú ý đến vấn đề ăn nói, đừng quá tùy tiện kẻo ảnh hưởng xấu tới bản thân và uy tín của cha mẹ. Chuyện tình duyên của gia chủ trong tháng này không được thuận lợi do bị kẻ tiểu nhân bên ngoài quấy phá, gây bất lợi ảnh hưởng tới chuyện yêu đương của gia chủ. Tuy nhiên, theo quý thầy gia cát, ở độ tuổi này các bạn không nên lo nghĩ nhiều về chuyện tình cảm mà ảnh hưởng tới việc học tập cũng như chuyện thi cử. Tổng quan tháng 9 âm lịch năm 2022, tháng Canh Tuất năm Nhâm Dần. Tháng 9 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch, từ ngày 1 tháng 9 đến ngày 29 tháng 9 năm 2022. Tức ngày 26 tháng 9 đến 24 tháng 10 năm 2022 dương lịch. Tháng 9 Canh Tuất có nạp âm là Khoa Xuyến Kim, tháng Tuất lục hợp Mão, Tam hợp Dần và Ngọ thành Hỏa cục, xung Thìn, Hình Mùi, Hại Dậu, Phá Mùi, Tuổi Thìn. Đối với những người tuổi Tỵ trong tháng 9 âm lịch này sẽ cần tránh các ngày như sau. Ngày âm lịch, ngày 6 tháng 9 năm 2022, tức ngày 1 tháng 10 năm 2022 dương lịch,
có nạp giáp là Đinh Hợi, có nạp âm là Ốc Thượng Thổ. Ngày âm lịch ngày 18 tháng 9 năm 2022, tức 13 tháng 10 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Hợi, có nạp âm là Bình Địa Mộc. Đây là hai ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của các mệnh chủ tuổi Tỵ. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng. Lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy cho bản mệnh là nên chú ý tới sức khỏe nhiều hơn, chi tiêu tiền của vào những việc cần thiết và không nên vung tài quá chán. Các ngày tốt đối với người tuổi Tỵ trong tháng 9 âm lịch năm Nhâm Dần 2022. Ngày âm lịch ngày 3 tháng 9 năm 2022, tức ngày 28 tháng 9 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Giáp Thân, có nạp âm là Tuyền Trung Thủy. Ngày âm lịch ngày 15 tháng 9 năm 2022, tức ngày 10 tháng 10 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Bính Thân, có nạp âm là Sơn Hạ Hỏa. Ngày âm lịch ngày 27 tháng 9 năm 2022, tức ngày 22 tháng 10 năm 2022 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Thân, có nạp âm là Đại Dịch Thổ. Đây là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành các công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng sẽ dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu: họ tên cộng ngày tháng năm sinh cộng số điện thoại. Hoặc anh chị có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Quý vị thân mến, dù khó khăn vất vả đến đâu thì mình cũng cần phải vững tin vào cuộc sống. Số phận trời sinh mỗi người mỗi khác, ai cũng có sứ mệnh riêng của mình. Hy vọng thông qua việc luận giải tử vi của người tuổi Tỵ trong tháng 9 âm lịch sẽ giúp đỡ được quý vị phần nào trong cuộc sống có những bước đi vững chắc và thành công hơn. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và chuông thông báo để ủng hộ chương trình nhé. Còn bây giờ, thời lượng của chương trình đã hết. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở những video tiếp theo của chương trình.